Bây giờ hãy cùng Ngọc Đăng đi khám phá từng thứ nhá. Đầu tiên sẽ là ghế da của chiếc xe Jaguar I-Pace, chiếc xe điện này. Ghế da thì được trang bị và được thiết kế là loại da dual leather. Đây là loại da được lấy ở cái phần cao nhất của phần biểu bì của da bò, mang đến sự tự nhiên cũng như là sự bền bỉ khi mà sử dụng qua năm tháng. Càng sử dụng da sẽ càng bóng mịn và càng đẹp và càng bền màu hơn. Ghế da của xe Jaguar I-Pace được tạo thêm các lỗ đục ở phía bên dưới, tạo sự thông thoáng hơn cho người ngồi trên ghế. Ghế thì được trang bị hệ thống chỉnh điện 12 hướng và nhiều ghế 3 vị trí. Có thêm chức năng là bơm lưng và bơm đùi, giúp chúng ta bo sát hơn khi chúng ta di chuyển hơn.